Giới thiệu với các bạn hai cái bộ chân vịt đầy thuyền, động cơ 12V và 24V. Cái loại nhỏ này là 12V 500W này, sử dụng tay ga hoặc nút vặn nhé. Đây là cánh này, cánh này của nó thì cánh khoảng 16cm nhé, 14cm. Cánh này đã được xử lý làm nhỏ đi so với yêu cầu của động cơ. Còn một loại cánh này là cánh to 24V 800W này. Cánh này có đường kính là khoảng 16cm, chiều dài khoảng 1m4 đến 1m5. Động cơ là 24V 800W nhé. Cái kia là 12V nhé. Hai cái loại này thì bên em đang có bán hàng rất là sẵn, các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra có bán cả động cơ rời nhé, các bạn thích mua về tự chế thì có thể mua thêm được. Đây là cái loại ngắn là khoảng 1m2, 1m1. Đấy. Động cơ đều không chổi than nhé, đây là đấu sẵn cho các bạn luôn, về nhà chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, rất là êm. Đấy, tốc độ quay là 1800 vòng trên phút. Mọi thắc mắc về sản phẩm xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn có thể xem thêm trên trang web xe điện motordien.com. Đấy, em là Nam ở Thái Bình. Cánh bằng inox các bạn nhé. Điều khiển không chổi than luôn, động cơ không chổi than, 24V 800W. Rất là khỏe.